Xin chào tất cả mọi người. Đây, cái trại hôm bữa là năm nói lưu bà thu đó, kể chữ A đó. Thì như thế này nha mọi người. Bây giờ là 18 âm lịch. Tức là khi mà hái xong mà dọn vệ sinh là rằm 16 gì đó. Mà trời nó bị âm u, mưa bay bay nữa. Nên cái khả năng cái độ khô của nó thì nó lâu. Anh mới nói dượng là để cứ bình tĩnh cho nó khô ráo sạch sẽ rồi hãy tiến hành đậy nắp nha. Nhớ là phải xịt nước vôi kỹ càng mới đậy nắp. Nước vôi trong. Như vậy thì dượng đã hái bữa 13, 14 và chiều 14 dọn vệ sinh, 15 dọn vệ sinh nữa. Thì cái bây giờ 18 kiểm tra khô miệng đi đậy nắp á, thì nó lại xảy ra một cái hiện tượng đó là nó bung quả thể trở lại hầu như 5 đến 70%. Mà nó bung nó còn đẹp nữa nha. À, đẹp nữa. Đó. Còn rất nhiều. Đây chuẩn bị đi đậy nắp rồi. Rốt cuộc giờ thôi tháo nắp ra đây. Ý là hôm qua là Dượng ông thấy á, là không có nấm ở nhà. Dượng thấy mấy cái mà nó muốn nhú nhú á, là Dượng sợ nó ấy, đậy ra, sợ nó lớn. Mà ai ngờ hôm nay á, lại kêu thôi để hôm nay ra đậy ra, thì thôi thôi khỏi đậy nữa. Tưới hai luôn rồi. Nó ra như thế này mà. Đây cái nắp này Dượng. Nó ra như thế này mọi người. Đấy, Dượng cố đậy để cho nó không ấy nè. Đậy cái nắp rớt luôn. À, như vậy thì sau khi mà đã nói chuyện với Dượng chủ trại vài câu thì mới phát hiện ra một cái vấn đề. Đấy, ở video trước thì nấm có nói rồi thì thôi để hôm nay nói thêm nữa. Thì y như vậy đó mọi người. Trong cái quá trình chăm sóc cái nhiều khi nó bị thiếu ánh sáng. Là vì như thế này nè. Thiếu ánh sáng à, nó nói nè. Đấy, cái bóng điện này, Dượng nói là ban ngày, buổi chiều. Chiều Dượng dọn vệ sinh phải không? Chiều Dượng dọn vệ sinh, sau đó là đi công việc, quên luôn. Bỏ cái đèn nó sáng, tới mấy giờ Dượng? Tới sáng luôn à. Để tới sáng luôn. Tức là dọn vệ sinh xong rồi, để bóng đèn. Đấy, sau đó dỡ trại nè, dỡ thoáng nè, dỡ cao lên để cho nó khô mà mọi người. Thì cái lượng oxy nó trào vô rất nhiều. Cái là ánh sáng nó liên tục. Và kết hợp cái độ ẩm. Độ ẩm ở đây là độ ẩm do môi trường. Đây này. Ở môi trường thì đấy, mọi người thấy trời khí hậu như thế này. Nhiều khi nó mưa bay bay nữa. Đấy, cái lượng oxy ở đây trước đây là trồng cái đám mì nữa. Cái lượng oxy nó cũng khá là nhiều. Xung quanh cây cối cũng khá là... Đấy, bây giờ nó mưa nè mọi người. Mọi người nghe tiếng mưa không? Đây nè. Giờ đang mưa nè. Đó là mưa bay nhẹ nhẹ. Đấy, mưa nè. Đấy, như vậy thì nó lại bùng. Bây giờ thì xử lý cách sao? Thì xử lý gì nữa? Giờ tưới hái nữa thôi chứ xử lý gì? Giờ nó ra như thế này mà. Nó ra phải 50 đến 70. Có chùm thì ra rất là đẹp. Ừ, như chùm mấy chùm này nè, ra tay rồi. Đấy. À, như vậy thì bây giờ là 18 thì có khả năng là không kịp Tết. Thì nói Dượng như thế này thôi, Dượng thả luôn. Bây giờ bắt đầu tưới để có ngày mai hái được nhiều được. Cái này cũng nhiều đấy, chứ không thấy đâu. Rồi bắt đầu khi mà hái xong rồi cứ dọn vệ sinh, không cần xịt nước vôi, không cần gì nữa nha mọi người, tức là để luôn, tức là để thả tự do từ đây đến Tết luôn. Vì hôm nay là 18 rồi, nếu mà bây giờ ngày mai hái 19 rồi tới 20 giờ sáng 20 dọn vệ sinh thì đậy nắp tới khoảng cỡ 24 thì cũng có khả năng là được. Nhưng mà 24 rồi rút ra thì bởi vì bây giờ cái lứa này nó đang như thế này rồi thì mình đậy mới có mấy ngày thì cũng được á, 4-5 ngày cũng được á. Nhưng mà khả năng nó nhìn nhận là nó bung ra, nó cũng bung cũng không sung lắm. Thì thôi thả luôn. Đúng không? Nếu mà xử lý cách, nó có hai phương án nha mọi người. Bây giờ là 18, cho sáng mai là 19 mình hái. Rồi 20 gì đó còn hái vét lại. Thì bắt đầu dọn vệ sinh, rồi thả luôn. Rồi bắt đầu khoảng 24-25 nó tự nó bung lại như thế này luôn.
thì mình hái tiếp. Rồi đó là phương án thứ nhất. Còn phương án thứ hai đó là mình mai 19 mình hái, mốt 20 mình hái, sáng 20 rồi mình dọn vệ sinh liền. Mà hơi khó, trời này là phải để cho khô thì cũng có khi tới sáng 21 mới đậy nắp được. Thì mới có sáng 24 thì 3 ngày. Vì mình hái nấm Tết là mình hái bán khoảng cỡ 28, 29 à, nó sẽ ấy hơn. Vì dưỡng đấy thì mới đậy nắp mới có 3 ngày thì cũng nhắm thì cái tơ nó cũng không có sung lắm. Vì mới nói dưỡng là vì dưỡng còn phòng thủ một cái trại này nữa. Trại này đậy nắp nó cũng ác chiến lắm. Đấy, đợi có cái này nó bung rớt cái nắp ra luôn. Thôi cả cái nào nó bung nếp hở ra dưỡng hay rút, bây giờ dưỡng đi kiểm tra nó khỏi dưỡng. Dưỡng rút giả là nó nhiều khi cái tơ nó đang xù cái nó chưa đâu mà xù mới mới hôm ấy mới hồi chiều hôm mà. À vậy thì được con tướng mới hôm rồi mấy vậy mới đại hôm rồi giờ thì nó ra dụng chiến mình lật đật đại đó à, mới đại hôm thì giờ mới có 7 giờ sáng mới có mấy tiếng à được. Mà sao có cái nó sung nha. Mà dưỡng ông dưỡng sao mấy cái mà bữa qua không có nấm ở nhà nên dưỡng không kêu ra nấm à. Đậy luôn. Hơi ngược ngược à. Kỹ thuật hơi ngược ngược cho này. Cái này thì một á là dưỡng chừa lại. Dưỡng để im nó lại rồi làm xiên lấy bình xịt xịt rồi bữa nay chiều trưa nay mình thu nhỏ nhỏ không tiếng được rồi dưỡng dọn vệ sinh rồi mai dưỡng đậy. Nó chậm một ngày cũng không sao hết. Đó. Đây này. Đây nè, điều toàn tiên rồi nè. Ở đây cố ý đậy để ép được. Rồi. Ép đâu mà không được. Không được ha. Nhưng mà đậy trên nữa nè. Ép dày. Nó lớn quá ép không được. Không mà dưỡng ép vậy là nó thúi cái cổ ra. Người khác đừng làm nha, vì sao? Dưỡng ép vô ví dụ như cái đây đi. Dưỡng ép vô thì nó héo rồi, nó héo. Nếu mà nó còn cái lỗ mà nó còn hơi ẩm cái nó teo xuống cái là nó đầy rồi. Ôi dưỡng kiểm tra lại đây. Rồi, mới đậy hôm chứ kiểm tra lại được. Ok không sao, chứ tưởng đậy 2-3 ngày. Đây. Nhiều quá mà hiện chuyện chết đi chứ. Ôi nó nhiều quá. Đấy, nó sung quá thì cũng đấy. Rồi, thì bây giờ hai cái trại thì nên là nấm sẽ chọn cho dưỡng là cái phương án thứ nhất đó là cứ thả trại tự do bên này. Bên kia thì đậy bữa nay là 18 đậy nắp rồi, 24 xử lý là có 27 28 có nấm nhiều. À, rồi, như vậy là ok. Còn tùy mọi người chọn cái phương án nào thôi. Nó là nắm chọn cái phương án thứ nhất để tự do. Nó đậy mới có 3 ngày thì cái luồng tơ của nó mới có cũng mới có xù nhẹ thôi. Có thể là ít nhất nó đậy được khoảng cỡ 5 ngày. Vì đây đang là thu để thu lưới thứ tư mà. Đậy nắp xử lý lưới thứ tư. Thì như vậy thì nó ít ngày quá. Rồi, như vậy thì chốt lại cái vấn đề là chọn phương án thứ nhất trại bên kia. Cái thứ hai nữa là nãy giờ chia sẻ cho mọi người tại vì sao nó ra như thế là tại vì nguồn oxy nó rất nhiều nè, độ sáng nè nên vì vậy thì mọi người cứ ra đừng có tiết kiệm. Ngày xưa giờ nấm cũng chia sẻ rất nhiều về cái phương án về ánh sáng, cái thắp đèn lên thứ nhất là nó kích thích được cái phôi nó hình thành quả thể. Cái thứ hai nữa là nó tạo được cái màu sắc nó đẹp hơn, màu sắc đẹp hơn nha. Nấm có một cái video là một trại khi ra nấm để tối luôn, còn một trại nấm để ánh sáng thì hai màu nó hoàn toàn khác nhau. Cái màu bên có ánh sáng, cái màu nó nhìn nó có vẻ mướt mát hơn, đậm đà hơn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Và đây là trại thứ hai nha mọi người, tức là đấy, hôm bữa trại Tây Sơn rồi cũng y như thế này. Rồi trại này thì cũng y như thế. Như vậy thì mình khi mà trong quá trình thu hoạch nấm á, xử lý cho ra rút nắp để rút nắp á, cho ra nấm á, thì chúng ta phải đảm bảo ánh sáng, oxy cần đạt quả khúc. Nhưng mà trại này thì chưa, trại này thì chưa có thể đạt quả khúc được thì làm nó cũng chưa có nghiêm chỉnh, chưa cài quên chưa lắp cái lưới chống côn trùng nè, rồi cũng chưa đi hệ thống sốc lạnh bét nên là cũng chưa ổn định. Và để hết đi, hết cái lứa thu hoạch này qua năm đi thì nấm sẽ nói dưỡng là lưới côn trùng làm cửa nẻo đàng hoàng, gắn quả khúc đàng hoàng. Nên khi mà trong cái quá trình mà mình thu hoạch, mình rút nắp ấy, mình cho quả khúc. Giải thích thêm cho mọi người một tí xíu nữa nha. Tại sao có những trại là kêu đặt quả khúc mà không muốn đặt, kêu là trại em thoáng.
Nhưng mà thật ra nói với mọi người nó thoáng là như thế này. Trừ khi cái trại nó có một cái luồng gió đi qua thì cái lượng hơi oxy rồi trao đổi không khí bên trong trại nó mới diễn ra được. Chứ thật ra mà nếu mà mọi người dỡ cái trại trống xung quanh luôn đi, trống hết nhưng mà gió nó đứng luôn, không gió. Tức là có khi trong một ngày á, cái cây nó không có lúc lắc luôn, nó đứng im, lá nó nằm bất động luôn. Thì như thế thì cái luồng oxy nó cũng đâu có thể trao đổi được. Nó phải có sự trao đổi qua lại mạnh. Nha, mọi người chú ý cái vấn đề này nha. Nên thì ví dụ như mình để cái trại cho nó thổi oxy vô thì trừ khi cái trại mà nó đứng gần biển rồi này kia đó, nó gió ầm 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 vô đó, thì được. Còn đây nó đứng phải hút cho nó trao đổi. Rồi, ánh sáng là rút nắp là bật luôn. Nếu mà trại nào cảm thấy mà tối quá, bật cả ngày luôn, cả ngày lẫn đêm luôn. Có mấy ngày thôi, có 4 ngày thôi, không bao nhiêu điện, không bao nhiêu tiền thì cứ lắp nhiều bóng điện. Luồng này 2 bóng này. Rồi, như vậy thì nắm kết thúc cái video ở đây. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người.